Lũ, Lũ có sao không? Nè, chuyện gì vậy? Lũ, làm gì mà hai người tràn ráng đây hả? Anh à, em bị choáng mà anh Hùng vô tình đi ngang qua đây thôi à. Bây giờ em sao rồi? Thế mệt sao không chịu về sớm? Để anh chị đến ông nổi vậy? Có chuyện gì người ta đi ngang qua lại, người ta thấy như vậy, người ta đàm tiếu gì nghị hiếu không? Có gì đâu mà đàm tiếu, em lão đảo, anh Hùng đỡ em thôi mà. Thôi đi. Nhưng mà em là con gái đã có chồng, với là ai cũng biết hai người trước đây có tình ý với nhau. Em không thấy gì nhưng mà anh thấy cái gì? Em không nghĩ cho em nhưng mà em phải nghĩ cho anh chứ. Nếu biết nghĩ như vậy á, sao anh không biết lo cho Lựu, để cho cô ấy phải buôn bán cực khổ như vậy? Anh nói ra anh không thấy xấu hổ hay sao? Chuyện gia đình tôi á thì mắc mớ gì tới anh hả? Anh lấy tư cách gì mà anh dạy tôi làm chồng hả? Tư cách là bạn của Lựu, là bạn của anh. Nếu như anh còn nhớ trước đây anh hứa gì với tôi, anh hứa là anh sẽ lo cho Lựu, sẽ chăm sóc cho cô ấy, lo cho cô ấy có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ anh đã lo được chưa? Chuyện đó là chuyện vợ chồng của tôi, không cần anh phải xen vào. Tôi thế nào thì vợ tôi biết. Anh có thấy mình quá bao đồng khi xen vào chuyện người khác không? Mở miệng một câu là vợ chồng, hai câu cũng vợ chồng. Vậy thì anh nên tu chí làm ăn, để cho vợ của mình bớt gánh nặng đi. Đừng có tối ngày la cà ở các quán nhậu rồi nói lo cho vợ mình. Thôi đi, tôi như thế nào thì mặc xác tôi, không cần anh phải giải như vậy. Tôi thấy Lũ như vậy tôi không cam tâm. Anh nhìn đi, Lũ xanh sao gầy guộc như vậy, anh không thấy xót lòng hay sao? Từ một cô gái phơi phới tuổi xuân, bây giờ lại như vậy, lại ra nóng nổi như vậy. Anh không thấy thương cho vợ mình hay sao? Vì sao cô ấy phải làm những việc này? Vì thương anh như vậy mà anh không biết. Suốt ngày cứ rượu chè, anh đã không biết quý trọng cổ thì thôi. Còn ở đây Lũ đang chóng mặt, anh đưa cô ấy vào trong chăm sóc đi. Cảm ơn à, vợ tôi biết lo. Thôi mình về. Thì vậy. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.